Em xin kính chào cô chú anh chị yêu thích may vàng, đam mê sưu tầm bonsai cây kiểng trên cả nước đã quay trở lại với kênh Cuộc Sống Hương Thơ Hậu Giang ạ. Dạ em Mai Phương, cameraman kênh Cuộc Sống Hương Thơ Hậu Giang ạ. Dạ chúc cô chú anh chị mình xem clip thật là vui. Dạ hôm nay thì em chia sẻ cùng cô chú anh chị mình vườn mai của chị Cẩm Loan, giao lưu một số cây mai chưa tốt với cô chú. Cúc Thọ Hương cây khủng luôn nha. Vô Hoàng Viết Long, Đại Lộc Phú Tân, Cúc Thọ Hương hàng mini liền cốt không với cô chú anh chị. Dạ em xin chân thành cảm ơn quý cô chú anh chị đã luôn yêu thương ủng hộ kênh, ủng hộ cho vườn mai của chị Cẩm Loan ở những clip trước ạ. Em mời cô chú mình vào xem clip giới thiệu mai hôm nay của chị Cẩm Loan luôn ha. Em xin chào bà chủ ơi. Em xin chào cô chú anh chị gần xa yêu thích mai vàng ha. Hôm nay em trở lại kênh giao lưu với cô chú anh chị một số giống mai thành phẩm để mình chơi Tết 2023 ha. Em rất mong cô chú anh chị gần xa yêu thương ủng hộ vườn em ạ. Số điện thoại của vườn em là 0377357115, em xài Zalo số này đúng nha cô chú anh chị nha. Rồi em vô mã số đầu tiên ha, là cây 1N. Dạ. Thọ cây Cúc Thọ Hương. Rồi một cây thọ hương, cây này già mùa luôn rồi biết cô chú anh chị. Cái chọc ghép của cây này nó cỡ bằng cái ngón tay út của em luôn rồi ha. Mấy cái mắt chỗ này là nó muốn liền rồi. Dạ. Có nút ngủ hết trơn rồi nha cô chú anh chị. Cây này tàn đều luôn, này là thân đẹp luôn ha, tàn đều luôn nha cô chú nha. Đấy thì nó gom củ. Một củ đặc luôn á. Hoành là 13, chiều cao là 70, tán ngang là 85. Cây thọ hương nha, mã số là 1N, em giao lưu với cô chú anh chị mình là 1,1 triệu, em bao phí ship ạ. Dạ 1,1 triệu nha cô chú anh chị. Đó, tàn đều, thân nắp đế cũ ha. Dạ mã số 2, 2N, một cây cúc thọ hương luôn. Rồi cây này thân chi cành đều hết rồi cô chú anh chị nha. Ghép được 2 bo, đế đẹp luôn nha cô chú nha. Đó, nước nụ ok nha cô chú anh chị. Đế nó gom một củ luôn ha. Rồi đế rất là đẹp luôn ha. Hoành này 16 nhưng mà em trừ dây lấy 15 thôi ha. Hoành 15, chiều cao là 70, tán ngang là 65. Cây cúc thọ hương ha, mã số 2N, em giao lưu với cô chú anh chị mình là 650, bao phí ship. Dạ 650 nha cô chú anh chị. 3N. Cúc thọ hương. Cây cúc thọ hương luôn. Để một củ luôn nha cô chú nha. Thu một bể luôn nha, ghép được một bo thôi ạ. Hoành là 13. Dạ, 13 hoành. Chiều cao là 69. Tán ngang là 67. Cúc thọ hương mã số 3N nha, em giao lưu với cô chú anh chị mình là 600, em bao phí ship. Dạ 600 ngàn nha cô chú anh chị. Dạ, cô chú anh chị mình yên tâm về nút lụ luôn ha. Mã số 4N. Vào cây cúc thọ hương luôn. Ghép phân mai tàn ha, cây lùng liền nha cô chú anh chị. Rồi cây nào cũng có đang ôm nụ hết nha cô chú. Vậy là mình sẽ thấy có một hoa luôn hả? Dạ rồi em xin thông số nha. Hoành là 17, chiều cao là 73, tán ngang là 63. Thọ hương 4N nha, em giao lưu với cô chú anh chị mình là 700, em bao phí ship. Dạ. Rồi tiếp theo cây mã số 5N. Rồi một cây cúc thọ hương. Ghép 2 bo. Rồi cây này vô nút nụ rất là êm ha cô chú anh chị. 2 bo lớn, dáng hơi siêu, đế là có củ đế đâu nha cô chú. Có nút nụ rất là nhiều, Tết này mình có bông chơi ha. Một củ đế luôn ha. Hoành là 13. Dạ, chiều cao là 79. Tán ngang là 77. Cây thọ hương mã số 5N em giao lưu với cô chú anh chị mình là 550, em bao phí ship. 550 nha cô chú anh chị. 6N. Một cây cúc thọ hương. Dạ cây thân lắc lượng luôn nha cô chú anh chị. Cây này bo già hết rồi nha quý cô chú ha. Có nút nụ luôn ạ.
Tết này mình có bông chơi luôn. Nước nổ rất là nhiều. Đế đẹp luôn nha cô chú. Rễ nó trải đều như chậu luôn ha. Quanh là 17. Chiều cao là 94. Tán ngang là 68. Cúc Thọ Hương ngang mã số 6N. Em giao lưu với cô chú anh chị mình là 1.200.000 em bao phí ship. Dạ 1.200.000 đế là nguyên hình bệ cũ luôn nha cô chú anh chị. Dạ. Mấy rồi Phận? Đấy nhờ, ok Cúc Thọ Hương. Củ đế đẹp luôn. Cây này mình ghép cũng khá là nhiều bo đều tàn nha cô chú anh chị. Cây này cũng đã lên nước lũ hết trơn rồi nha. Củ đế bụi chảm luôn. Hoành là 13. Dạ. Chiều cao là 72. Tán ngang là 55. Cúc Thọ Hương ngang mã số 7N. Giao lưu với cô chú anh chị mình là 500 em ba phí ship. Dạ 500 ngàn nha cô chú anh chị. 8 đây nè. Mã số 8 đây nè. Ok cây cúc hoa hồng thanh tú. Cây này rất già. Ủa cây này cây cúc tây thi. Tây thi. Dạ cây cúc tây thi. Có nút nụ chơi Tết em lắm với cô chú anh chị ha. Tây thi. 3 bò. Bò lớn này nha cô chú nha. Em nuôi cũng được 2 mùa ha. Hoành là 13. Chiều cao là 76. Tán ngang là 61. Cúc Tây Thi mã số 8N. Em giao lưu với cô chú anh chị mình là 550 em ba phí ship ạ. Dạ 550 mã số 8N nha cô chú anh chị. Chính. Chính. Sao chạy dữ vậy? Chính này nè. Chính này nè, nào cặp Cúc Thọ Hương. Này cốt đẹp luôn nha cô chú. Quá chừng nút nụ luôn, cây này rất là già mùa luôn hả cô chú. Dạ, cây già mùa luôn hả. Đế này nó vô một củ luôn cô chú chị ha. Cây này liền cốt luôn ạ. Cây này liền chút xíu nó liền. Còn cây này được 6. Chiều cao là 66. Tán ngang là 61. Cây thứ hai mình cao được 55. Tán ngang là 45. Hoành được là 8. Đế đẹp luôn nha cô chú. Cặp 9N ha, em giao lưu với cô chú anh chị mình là 700 em bao phí ship. Dạ 700 nha cô chú anh chị. Dạ rồi. Rồi cây giảo hữu đức. Em nuôi 3 mùa liền cốt rồi nha cô chú anh chị nha. Rất nhớ liền cốt nha. Đang vô nút nụ kim rất là nút nụ rất là nhiều luôn nha. Cái này vườn em có số lượng lớn á cô chú anh chị mình có nhu cầu mua về bán Tết thì liên hệ trực tiếp qua số điện thoại của vườn em ha. Em sẽ để giá tại vườn cho cô chú anh chị mình về bán Tết ha. Không còn thấy mắt ghép luôn ha. Hoành là 9. Chiều cao là 76. Tán ngang là 67. Cây giáo hữu đức mã số 10N em giao lưu với cô chú anh chị mình là 400 em bao phí ship. Dạ 400 ngàn mã số 10 nha. À. 11N. 11N. Xong cây cúc thọ hương. Dạ cây phơm lùng lực luôn với cô chú anh chị ha. À, nụ là quá xá nụ luôn cô chú anh chị. À. Tết này là mình có bông chơi ha. Cây này em nuôi cũng già mùa ha cô chú. Hoành là 14. Chiều cao là 59. Tán ngang là 84. Cúc Thọ Hương ngang mã số là 12N. Ủa 11N. Em giao lưu với cô chú anh chị mình là 600 em bao phí ship. Dạ. Mã số Nghi đám 12. 12N. Nào cây cúc không nhị Hoàng Quyết Long. Đang có dạ, mặt hoa lắm rồi với cô chú anh chị ha, liền cái chọt luôn à. Đang có mặt hoa luôn nha cô chú. Rồi nút nụ quá trời luôn cô chú anh chị ha. Hoành là 12.
Chiều cao là 83, tán ngang là 69. Cúc Hồng Nhị, Hoàng Quyết Long ha, mã số là 12 anh nè. Em giao lưu với cô chú anh chị mình là 1,2 triệu em bao phí ship. Dạ, 1,2 triệu. Quá trời nút mụ luôn ha. Cúc Hồng Nhị này là hả, Tết là bông chữ rất nhiều. Quá trời nút mụ. Một nụ nó được 5-6 bông luôn nha cô chú nha. Đây là một nhánh nó sẽ đặt gật, mình không thấy nhánh đâu luôn ha. Quá trời nụ. 13 anh ạ. Một cây cúc thọ hương. Quá trời có tàn luôn cô chú anh chị nha. Cây này em nuôi là 3 mùa nha cô chú nha. Cái chột ghép này nó gần đầy mặt cắt luôn rồi nè ha. Quá chừng nụ luôn. Dữ lắm cái dàn nút nụ ha cô chú, cây già mùa thì vô nụ rất là nhiều nha. Quá trời nút nụ luôn. À, Tết là mình chơi bông rất là đẹp luôn nha cô chú nha. Thọ hương bông nó rất là lâu tàn luôn ha. Đế cũng đẹp luôn. Hoành là 14. Chiều cao là 1 mét. Tán ngang nó được 87. Thọ hương ngang mã số 13N. Em giao lưu với cô chú anh chị mình là 1,2 triệu em bao phí ship. Dạ 1,2 triệu. Cây thọ hương kia không bị tàn mà có đế luôn nha cô chú chị. Rồi. Rồi, cái cúc hoa hồng thanh tú. Trời, cúc hoa hồng thanh tú. Đang có một chùm bông luôn nha cô chú anh chị. Dạ, đế cũng có duyên lắm nha cô chú anh chị. Dạ. Hoành là 8,5. Chiều cao là 61. Tán ngang là 45. Cúc hoa hồng thanh tú 14N em giao lưu với cô chú anh chị mình là 500 em bao phí ship. Dạ 500 nha cô chú anh chị. Cây này thích hợp cho cô chú mình có cái phòng khách nhỏ nhỏ gọn gọn, mình trưng cây này ok ha. Mã số 15N. Học cây cúc thọ hương. Đế đẹp luôn nha cô chú nha. Cái này mình để bàn rất là đẹp. Thì phân chi cành đều luôn rồi quý cô chú anh chị. Còn một chút xíu nữa liền cố luôn nha. Giờ em xin ông sống nè. Quanh là 10. Đế đẹp luôn nha cô chú nha. Chiều cao là 63. Tán ngang là 61. Thọ hương ngang mã số 15N. Em giao lưu với cô chú anh chị mình là 650 em bao phí ship. Dạ. 16N. Mã số 16N. Cây này thơm tàn dù quá cô chú anh chị ha. Mặt cắt chỗ này nó muốn liền luôn rồi nè cô chú nha. Nó liền mặt cắt luôn rồi nè ha. Này tại em ghép cái gốc nó hơi lớn, không có gốc nhớt ha. Nếu gốc nhớt là nó liền rồi nè, em ghép gốc hơi lớn nên nay nó mới kéo mặt cắt đầy. Cái gốc này để lên da me luôn rồi cô chú anh chị. Nó nuôi con già mùa đó. Hoành là 9. Dạ. Chiều cao là 57. Tán ngang là 59. Thọ hương 16N em giao lưu với cô chú anh chị mình là 650 em bao phí ship. 650 nha cô chú anh chị. Em nghe 6,5 triệu. 650. Dạ. Hay quá. 17. 17N. Tao cây cúc thọ hương luôn. Dạ hàng này cô chú anh chị mình có bán Tết, mình mua số lượng về bán Tết hàng rất là ok hết cô chú. Em thấy nút nụ vô đều lắm luôn ạ. Cái cốt rất là cứng nha cô chú ha, chân dài luôn. Chân dài để nơm. Hoành là 8. Chiều cao là 64. Tán ngang là 60. Cúc thọ hương hen 17N em giao lưu với cô chú anh chị mình là 650 em bao phí ship. Dạ, 650. Rồi mã số 10 à. 16. 16N. 16. Dạ vậy. Lui. 18N nha cô chú anh chị. 8N là cặp cúc thọ hương. Dạ. Cái này là gốc nhớt em ghép liền cốt nha, còn cây hồi nãy là em ghép chưa có gốc, nó hơi lớn nên nó chưa có liền ha, nó mới kéo mặt cắt thôi. Quá trời nút nụ luôn cô chú anh chị nha. Nút nụ rất là nhiều luôn. Cái thân thì cỡ bằng ngón chỗ của em luôn ha. Đế quấn rễ ha, đang có nụ xanh xanh ha, về cô chú anh chị sẽ thấy bông gió ha. Quá trời nút nụ luôn. Rồi gốc thì khoảng bằng ngón tay trỏ thôi nha cô chú nha.
Các bạn ngón tay trỏ lên đây ha. Chiều cao nó được là 46, tán ngang là 37. Cây bên đây mình cao được là 46 luôn, tán ngang 36. Rồi cặp thọ hương 18N em giao lưu với cô chú anh chị mình là 700, em bao phí ship. Dạ rồi, 700 ngàn hả cô chú anh chị. Còn nhỏ nhỏ nhưng mà dữ lắm, lúc nụ ha. 19N là một cặp thỏ hương mini để bàn. Đều toàn luôn cô chú anh chị nha. Nốt lụ rất là nhiều, chơi Tết ok nha. Liền cốt luôn nha cô chú. Dạ. Này gốc nhất là liền cốt, em nuôi 3 mùa. Quành cây này 6, quành nó khoảng tầm 6-7 đó nha cô chú nha. Chiều cao là 43, tán ngang là 46. Cây này mình cao 46, tán ngang là 48. Cặp thọ hương ngang 19N, em giao lưu với cô chú anh chị mình là 700, em bao phí ship. Dạ, 700 ngàn một cặp đó cô chú, mình chơi Tết xong mình trồng rất ok đó ha. Mã số 20N nha cô chú anh chị. Tam tài luôn nha cô chú nha. Một cây dù luôn nha. Một thân mà lên được 3 nhánh nhỏ ở trên luôn ha. Toàn dù. Dạ, mấy cái bo ghép là nó to lắm rồi nha mấy cô chú anh chị. Mỗi một thân như vậy là ghép được 3 bo ha. Nút nụ là ok luôn quý cô chú. Hoành là 22. Cây này có đế luôn ha. Rồi. Chiều cao là 78, tán ngang là 89. Thọ hương hen, mã số là 20N. Giao lưu với cô chú anh chị mình là 1.800.000, em bao phí ship. 1.800.000 nha quý cô chú anh chị. Cây này cái bo ghép nó to ha, già mùa. Rồi. Rồi, một cây cúc thọ hương nha cô chú nha. Dạ, cúc lớn thọ luôn hương, ha. Ghép phôi mai vàng đế phú ha cô chú anh chị. Đẹp luôn nha cô chú nha. Tàn thông rang ôm nút nụ rất là nhiều ha. Tết mình cũng có bông chơi ha. Tàn thì rất là dày tàn luôn rồi cô chú. Cây này rất là quýt ha. Năm nay mình một mùa thì tàn nó chưa được dày hung ha. Nhưng mà năm sau là tàn nó sẽ dày hơn nha cô chú nha. Cây này chơi Tết cũng ok lắm cô chú, chỉ có nút nụ luôn nha. Mình chơi Tết năm nay rồi năm sau nữa là nhìn khủng cái tàn luôn á mấy cô chú. Mà cây đẹp lắm luôn á cô chú. Mình được ít có tàn giống vậy lắm luôn ha. Ít có khi nào được điều tay giống vậy luôn. Cây này rất là điều tay luôn nè. Đó, thân đẹp luôn. Rồi cô chú chị xem phần đế giúp em ha. Rồi, dáng như là con thú á, bỏ cái đuôi ha, chân trước chân sau rồi có hết cô chú chị. Đó, uống lâu luôn nha. Hoành thân ở vị trí này là 26. Hoành đế mình được là 49. Quên đo chứ đó. Chiều cao được 1,5 nha cô chú nha. Tán ngang là 1,1 m. Cây thọ hương hen, mã số là 21N. Em giao lưu với cô chú anh chị mình là 8 triệu. Em bao phí ship tới nhà cho cô chú anh chị mình luôn nha. Dạ 8 triệu nha cô chú anh chị. Một cây cúc thọ hương khủng luôn nha. Rồi cô chú mình thích cây lớn thì mình chọn cây này ha cô chú. Cây này tàn rồi, kính tàn luôn ha. Có nút nụ luôn à. Nút nụ kia quá trời luôn. Rồi đế đẹp đế quái luôn nha cô chú anh chị. Một vòng nha. Rồi em nở cây luôn nha. 22. 22N. Nào cây cúc thọ hương ghép phô mai tàn luôn nha cô chú nha. Rồi, nước nụ dữ lắm luôn cô chú. Hoa phơi nắng tàn úa hết, không chi em. Em phơi nắng cũng tàn, đừng nói chứ muốn chi hoa. Đó vậy. Cây thọ hương. Cây này cũng già mùa nha cô chú nha. Tết này là mình có bông chơi luôn. Hoành là 13. Chiều cao là 1m18, tán ngang là 77. Cây thọ hương hen, mã số là 22N. Em giao lưu với cô chú anh chị mình là 1,2 triệu, em bao phí ship.
23 anh à. Cũng là cây cúc thọ hương. Về cô chú anh chị mày tàn nào lớn hay cô chú dài thừa tuột dài của cô chú anh chị mình lấy kéo bấm nó lại nha. Cho tàn mình nó dày hơn nha cô chú nha. Ba ghép già bò luôn. Cái này ghép già mùa lắm mà mặt cắt nó gần liền luôn mình. Nụ nụ thì quá trời. Bao la. Tết thì mình có bông chơi luôn. Đế là có đế luôn nha cô chú anh chị. Rồi em xin hộp số nha. Có mặt bông luôn mà héo à. Hoành là 13. Chiều cao là 1m03. Tán ngang là 90. Thọ hương ngang 23 N. Em giao lưu với cô chú anh chị mình là 1.200.000 em bao phí ship. Dạ. 1.200.000 cô chú anh chị nha. Vô. Cây cúc thọ hương. Mã số 24 N. Cái tàn thùm lum luôn rồi biết cô chú anh chị ha. Cây dán trực nha quý cô chú anh chị. Quá trời nút nụ luôn à. Tàn đều đẹp luôn. Cây này cô chú anh chị mình vô về mình vô thêm nước dây nữa là cái tàn dữ lắm luôn á với cô chú. Cái này em vô dây không có kịp nên em chưa vô dây. Rồi. Góc nở luôn á, sần sùi hết luôn rồi cô chú. Hoành 20. Chiều cao là 1m02. Tán ngang là 92. Thọ hương ngang mã số 24N. Em giao lưu với cô chú anh chị mình là 1.800.000 em bao phí ship. Dạ rồi, 1.800.000. Dạ mã số 23N nha cô chú anh chị. Ông cây cúc thọ hương. Tàn thông đều đẹp luôn nha cô chú nha. Đế dạ. Đẹp thân lắc luôn nha. Cái này tàn kính tàn mà thân lắc lượng đế cũ luôn nha cô chú anh chị. Cây này rất là đẹp luôn á cô chú. Rồi. Vô nụ kim luôn rồi cô chú anh chị nha. Cây này Tết này xong rồi cái mình đôn tàn đợt nữa là nó dày tàn dữ lắm luôn nha cô chú nha. Thân lắc mà đế nó gom cũ luôn à. Đế đẹp lắm luôn á. Giống gừng bắt chuột không? Hoành 25. Hoành đế nó được là 63. Cây cúc thọ hương. Đế đẹp luôn đó nha cô chú nha. Thân quýt thân lắc luôn ha. Chiều cao là 1m18. Tán ngang là 1m13. Cây thọ hương mã số là 25N. Giao lưu với cô chú anh chị mình là 650.000, ủa 6.500.000 em bao phí ship. Dạ 6.000.000 nha cô chú anh chị. Xíu nó đi Bình Dương rồi ha. 6.000.000 một cây thọ hương lớn đế cũ cô chú anh chị nha. 6.000.000. Dạ rồi. Rồi cây 25N nữa em cũng là cây cuối clip luôn ha. Cuối clip chân thành cảm ơn cô chú anh chị đã bỏ thời gian xem hết clip ạ. Em rất mong cô chú anh chị gần xa yêu thương ủng hộ vườn em ạ. Em chân thành cảm ơn và hẹn gặp lại. Dạ em xin chào hẹn cô chú anh chị ở những chia sẻ tiếp theo tại vườn mai của chị Cẩm Loan. Hai cô chú anh chị.